Trước đó, ngày 22 tháng 2 năm 2021, do xảy ra mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông giữa võ Lê Phúc Tâm với Lữ Minh Khang 16 tuổi và Lê Trung Hào 15 tuổi cùng trú tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Sau đó, Khang cùng Hào rủ theo Phạm Văn Trơn, Thái Tuấn Em tìm Tâm đánh. Phát hiện nhóm của Khang đến, Tâm liền lấy một cây dao dài khoảng 20cm đứng chờ. Trong lúc xô xát, Khang bỏ chạy thì bị Tâm cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào người Khang gây thương tích. Sau đó, Khang được đưa đi cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện chờ rẫy, nhưng đến ngày 2 tháng 3 thì tử vong. Còn Tâm sau khi gây án đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Châu Đốc đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.